căng ra, nó căng. Dắt cái mặt mình bên đây nè, nó săn hơn á. Ủa, cái mình nó hay cục cục biết không? Ha, thì bây giờ cái mỡ này nó mất luôn. Đó. Lúc trước là mặt chị là nó cái mặt hai ngọc, da mặt hai ngọc. Thằng mấy sao là nó cải thiện là nó cải thiện rất là nhanh. Cái đường rãnh này nó cũng nó không nông bị sâu nữa, nó cạn lên. Đôi mắt cũng hầu như không còn nhăn nữa, nếp nhăn giảm hẳn. Rồi là cái khuôn mặt nửa mặt bên phải cũng hoàn toàn hơn rất là nhiều. Chỉ là như vậy thôi. Dạ, rất là bằng phẳng ha mọi người, không hề có đầu chim, không có cứ một cái vật gì lạ ha. Mai là đại diện duy nhất của Việt Nam và đi chuyển giao công nghệ này đến tất cả các bác sĩ trên toàn thế giới.